Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây. Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn ông rào dầu. Trong vườn ông phát bồn đập nho và xây một hấp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu ngoa lời. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nọ. Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra khỏi vườn nho và giết đi. Vậy khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo. Ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giêsu bảo họ: Kinh Thánh có câu: Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá thẳng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó tôi nói cho các ông hay, nước khi Chúa người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lời. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bà chị em, có một câu chuyện buồn xảy ra với đôi vợ chồng già đã gây xôn xao bức xúc trong dư luận xã hội suốt một thời gian dài. Đó là cụ ông Nguyễn Văn Quý và cụ bà Nguyễn Thị Trang. Dù đã ở tuổi xế chiều, song ông bà lại bị chính con cái đuổi ra khỏi nhà. Cả cuộc đời ông bà đã vất vả lăn lộn mưu sinh bằng đủ thứ nghề nặng nhọc để nuôi dạy 7 người con trưởng thành. Khi cái con cũng lớn, vì không muốn làm phiền con cái nên ông bà chủ động sống độc lập. Chỉ đến lúc công việc không được thuận lợi, tuổi cao sức yếu, ông bà mới tìm về ở với người con trai cả. Nhưng rồi cuộc sống chung cũng không kéo dài được bao lâu, ông bà đành chuyển đến nhà người con trai thứ ba để ở. Thời gian này, ông bà đã dồn hết những khoản tiền chắc chiêu để đưa cho người con trai xây nhà. Vậy mà việc không ai ngờ tới, đó là khi khánh thành xong ngôi nhà, thì cũng là lúc ông bà bị con trai đuổi ra khỏi nhà. Những người con khác cũng viện dặn hết lý do này đến lý do khác mà không chịu nuôi dưỡng ông bà. Kính thưa quý bà chị em, câu chuyện trên không phải hiếm xảy ra trong xã hội chúng ta ngày nay. Do đó mà người Việt chúng ta mới câu ca dao: Cha mẹ nuôi con, biển hồ lai lan, con nuôi cha mẹ, tính tháng kể ngày. Câu này nói lên sự vô ơn của con cái đối với cha mẹ sinh thành dưỡng dục. Tương tự vậy, con người cũng đã vô ơn với Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa yêu thương con người, Ngài đã dựng nên con người giống hình ảnh Thiên Chúa. Ngài đã chăm sóc, ban muôn ơn lành và cho con người cai quản toàn thể vũ trụ này, để cho con người sống xứng với nhân phẩm và mời con người đáp lại tình yêu Thiên Chúa. Và trong Kinh Thánh, Thiên Chúa đã nhiều lần ví Ngài như là cha đến để nói với con người rằng tình yêu của Thiên Chúa mời gọi con người hãy đáp lại tình thương của Ngài đối với họ. Đặc biệt nơi dân Do Thái, Thiên Chúa đã xem họ là dân riêng của Ngài.
Ngài đã quý họ như là một vườn nho. Ngài đã bứng vườn nho này từ Ai Cập đem về đất Canaan, đất Do Thái bây giờ. Và Ngài đã yêu thương, chăm sóc cách tỉa bằng những việc như Ngài đã chọn họ làm dân riêng, Ngài đã ký kết với họ một giao ước, Ngài đã ban cho họ sách Thánh Kinh và ban cho họ các thủ lãnh và ngôn sứ để hướng dẫn họ làm sao sống trung tín với giao ước. Và Thiên Chúa chỉ mong dân riêng của Ngài hãy sinh ra những trái nho ngon ngọt. Thế nhưng vào thời Tiên tri Ê-sa thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên, thứ 7 trước Công nguyên, Thiên Chúa đã sai ông đến cảnh tỉnh dân, mời gọi họ hãy sám hối, hãy xin hoa trái, nếu không họ sẽ bị đế quốc Babylon đánh và bắt họ đi nô lệ. Và Thiên Chúa đã hốt lên một câu chua xót: nào còn việc gì phải làm cho vườn nho của ta mà ta đã không làm, thế nhưng chúng vẫn sinh trái xấu. Như vậy, chúng ta hãy Thiên Chúa cũng giống như nhiều cha mẹ khác trên thế gian này. Ngài đã yêu thương, chăm sóc dân Israel và mọi người chúng ta. Thế nhưng chúng ta vẫn vô ơn, bạc tình, bạc nghĩa như một vườn nho chỉ sinh trái xấu. Do đó mà đối với dân Israel, Thiên Chúa đã bỏ mặc họ và lịch sử cho thấy hết đế quốc này đến đâm chiếm dân Israel thì đến đế quốc khác. Đầu tiên là đế quốc Assyri, sau đó là đế quốc Babylon, sau nữa là đế quốc Hy Lạp và đế quốc Roma. Và mỗi khi họ sám hối thì Thiên Chúa sai các tướng lãnh, các ngôn sứ để đến giúp họ, biết họ sám hối ăn năn trở về với Thiên Chúa. Và khi Chúa Giêsu đến, Ngài thiết lập một vườn nho mới chính là nước trời. Ngài kêu gọi mọi người hãy vào nước trời, điều kiện là hãy sám hối và tin vào tin mừng. Lúc đầu Chúa Giêsu chọn những thợ làm vườn nho là dân Do Thái, cách riêng là các vị lãnh tụ tôn giáo Do Thái bây giờ. Lẽ ra họ phải nhận ra ơn Chúa và họ phải sinh trái tốt. Thế nhưng họ lại không sinh trái tốt, họ không nộp phần hoa lợi cho Thiên Chúa mà họ còn giết đi các sứ giả của Thiên Chúa và cuối cùng giết luôn cả Chúa Giêsu chính là ngôi hai Thiên Chúa. Vì thế mà Thiên Chúa đã quyết định trao nước trời cho một dân mới chính là giáo hội, để giáo hội ngày nay sinh ra nhiều con cái và trao đãi cho Thiên Chúa các hoa trái ngon ngọt. Kính thưa quý bà chị em, mỗi người chúng ta cũng được khi Chúa giao cho canh tác một vườn nho. Vườn nho đó là chính bản thân chúng ta. Mỗi người chúng ta là một vườn nho của Thiên Chúa. Ngài đã dùng lời của Chúa để cắt tỉa chúng ta. Ngài đã dùng các bí tích để buông sới cho chúng ta. Ngài đã dùng lời luật của Thiên Chúa để rào dậu giúp cho chúng ta sống đúng hành lý của Thiên Chúa. Vì thế Thiên Chúa muốn mọi người chúng ta hãy nộp hoa lợi vườn nho cho Ngài. Trước hết, hoa lợi đó là một đời sống công chính ngay thẳng như lời Thiên Chúa phán trong bài đọc 1. Thiên Chúa nói qua ngôn sứ Isa như sau: ta trông mong nó thực hành điều chính trực, ta trông mong nó thực hành đức công bình. Thứ hai, hoa lợi đó là những là công phúc, việc bác ái, phục vụ, hy sinh cho tha nhân. Bởi vì Thiên Chúa là chủ, còn chúng ta chỉ là người quản lý. Thiên Chúa trao cho chúng ta công việc chăm sóc vườn nho của Ngài. Vì thế, mỗi người chúng ta phải dâng lại cho Thiên Chúa những chùm nho ngon ngọt. Đó là những việc bác ái, phục vụ, hy sinh, đặc biệt cho những người nghèo. Bởi vì Chúa Giêsu nói, khi chúng ta giúp cho những người kẻ bé mọn này là giúp cho chính Chúa. Thế nhưng trong thực tế chúng ta thấy, chúng ta thường coi những thứ đó là của riêng mình, không có phần nào cho tha nhân, không có phần nào cho giáo hội và không có phần nào cho xã hội ngày hôm nay. Thảm cảnh ngày nay là có nhiều người túng hiếu bên cạnh những người dư thừa, một châu Âu giàu có bên cạnh một châu Phi đen đói kém, một thành phố xa hoa lộng lẫy ăn chơi suốt đêm, nhưng kế bên đó là một khu ổ chuột nghèo đói tệ hại. Ngoài ra, vườn nho đó còn có thể là những tập thể, cộng đoàn mà chúng ta phải chịu trách nhiệm. Vườn nho đó là gia đình, là anh chị em của chúng ta. Vì vậy mà các bậc cha mẹ phải trở thành những người có trách nhiệm, làm cho vườn nho của gia đình trổ sinh hoa trái tốt lành. Hãy chăm sóc nhiều hơn cho những mầm nho là con cái, được lớn lên trong bầu khí đạo đức của gia đình, qua các giờ kinh sớm tối, qua gương sáng của các cha mẹ,
đặc biệt là rèn luyện cho các em có thói quen đạo đức từ sớm. Và ngày nay chúng ta, người ta đang cảm giác chúng ta, nhiều người đang có lương tâm sai lầm, bởi vì họ không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Nhiều khi cái sai mà họ cho là đúng, ví dụ như song ngữ trước hôn nhân, hay là việc phá thai, hay là hữu tinh nhân tạo, thì qua giáo hội, qua lời Chúa, chúng ta biết rằng tất cả những điều đó đi nghịch với thánh ý của Thiên Chúa. Do đó chúng ta cần phải rèn luyện lương tâm cho các trẻ nhỏ, cho các bạn trẻ, để luôn sống theo thánh ý của Thiên Chúa, để mọi người sống đúng với lương tâm ngay thẳng của mình. Trong giáo xứ, mỗi giáo dân hãy là những thành viên có lòng yêu mến và xây dựng hiệp nhất. Vì từ nơi trong môi trường giáo xứ, chúng ta được sinh ra trong đức tin, được nuôi dưỡng và chữa lành bằng các bí tích. Vì vậy, hiệp dân thánh lễ hôm nay, xin Chúa cho chúng ta nhận ra Thiên Chúa là chủ cuộc đời của ta, chúng ta, và tất cả chúng ta có điều là của Chúa, và xin cho chúng ta mọi người biết trả lại cho Chúa những gì Chúa mời gọi mọi người chúng ta qua việc phục vụ, giúp đỡ tha nhân. Amen.